Đeo tai nghe đã trở thành thói quen của nhiều người, đặc biệt là với giới trẻ. Thế nhưng điều đáng nói là theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, khoảng 1,1 tỷ người trong độ tuổi từ 12 cho đến 35 sử dụng các thiết bị âm thanh cá nhân với mức âm lượng không an toàn. Nguy hiểm hơn, những người này không nhận được các chỉ dẫn y tế kịp thời và không biết rằng thói quen đeo tai nghe của mình đang tiềm ẩn mối nguy hại. Việc lạm dụng tai nghe với âm thanh quá lớn trong thời gian dài có thể dẫn đến tình trạng suy giảm thính lực tạm thời, hay nhiễm trùng tai và thậm chí là gây điếc vĩnh viễn. Tai nghe này nó nhét vào đây, nó có thể làm gây nhiễm trùng, gây chèn ép. Âm lượng của nó cao 100-110 dB, chúng ta sẽ bị ảnh hưởng, và ảnh hưởng sẽ là vĩnh viễn nếu chúng ta nghe lâu dài. Chúng ta chỉ nghe ở khoảng 55-60-65 dB thôi. Theo các chuyên gia, để tránh nguy cơ mất thính lực, người trẻ cần kiểm soát thói quen đeo tai nghe, chỉ nên nghe không quá 1 tiếng mỗi ngày. Đồng thời hạn chế dùng tai nghe khi đang di chuyển ngoài đường và khi lái xe, vì âm thanh môi trường càng lớn, người dùng sẽ càng có xu hướng tăng âm lượng. Bên cạnh đó, việc kiểm tra tai định kỳ và làm vệ sinh tai nghe thường xuyên cũng khá quan trọng, giúp đảm bảo an toàn khi sử dụng tai nghe.